Vâng, xin chào bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu điện hình cao cấp của thương hiệu Đức GTM. Thì đây một trong những cái thương hiệu dòng xe đạp Đức full carbon. Rất nhiều các bác hỏi em về dòng xe cao cấp tuần bay. Thì cái mẫu GTM này thì em đã trước đây nó có về được chiếc thời gian khá là dài rồi. Bác mà yêu thích cái dòng xe Đức thì có những dòng xe Sava và GTM. Đây là một trong những hai hãng khá là phổ biến của dòng xe Đức. Mà em về một chiếc MTB full carbon. Xe còn rất là đẹp. Và bây giờ xin mời anh em tổng thể kiến chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu GTM full carbon dòng MTB mountain bike địa hình. Thì rất nhiều bác hỏi em về cái dòng xe địa hình cao cấp carbon, em về một chiếc. Cái mẫu GTM này thì trước đây em đã có về rồi. Thì đây là mẫu thứ hai về bên em. Model của xe là HC Enjoy. Đây là mã QR code chính hãng của xe, đến từ thương hiệu Đức. Thì như các bác biết thì Đức thì có hãng Sava, bên này em thường về Sava và GTM. Đây là một trong những hai hãng mà khá là phổ biến bên thị trường bên Đức full carbon. Khung carbon tổng thể xe còn rất là đẹp nhá. Xe người chủ cũ thì rất là giữ gìn nhưng mà xe còn rất là mới. Tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ những logo nổi trên khung xe rất là bắt mắt, biểu tượng là chú đại bàng hai bên cánh. Đây là biểu tượng phổ biến của thương hiệu Đức carbon. Có một vài vết xước nhỏ trên khung xe thôi, nó rất là nhỏ. Qua quá trình sử dụng thì không thể thấy khỏi rồi, nhất là cái dòng xe mà tuần ba dòng địa hình. Các bạn vết xước rất là nhỏ các nhá. Khung carbon. Nhưng mà trọng lượng của xe cũng rất là nhẹ so với những lỗ địa hình thông thường khác. Thì các bác nào hỏi em về cái dòng xe địa hình cao cấp mà nhẹ thì lay em về một chiếc đây. Cổ phốt ghi đông nhôm phiên bản cho xe, tay lắm báng cao su đúc, cầm rất là êm tay. Xe sử dụng với tay bấm xả Shimano chính hãng, trang bị với 8 tầng lip. Đằng trước sử dụng với phanh dầu thủy lực của Shimano. Cổ phốt ghi đông U-Sport, bên phải em 3 tầng đĩa của chính hãng của Shimano. Cũng phanh sau là cũng phanh dầu thủy lực cũng chính hãng của Shimano. Đằng trước có biểu tượng logo hình chú đại bàng, bên trên là ngôi sao, 5 ngôi sao. Xe trang bị với giảm sóc dầu chính hãng của Aiwa. Giảm sóc này, thương hiệu Aiwa này thì em có nói trong những video trước đây, em đánh giá dòng xe thương hiệu của Nhật Aiwa. Trước đây em có quay một vài video về cái dòng xe Aiwa rồi. Mayer chính hãng của Shimano, vành cao cấp, vành thương hiệu của Latin TB SX19. Đây, cái dòng vành này là vành phổ biến dành cho những dòng xe cao cấp, dòng xe MTB. Đây thương hiệu hình đầu con sói nhé. Cái thương hiệu này thường là ta sử dụng những phụ kiện như ghi đông cổ phốt hoặc là lốp. Đây là vành MTB SX19. Sử dụng lốp Canda. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Bề mặt lốp còn rất là đẹp. Nó hơi bị mòn một chút thôi. Hơi mòn một chút nhưng mà qua quá trình sử dụng, nhưng mà sử dụng cũng rất là tốt. Rất là nhiều cái lỗ tổ ong giúp cho xe bám sát mặt đường rất là tốt hơn. Phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bác nào yêu thích những dòng xe địa hình thì đây là một cái dòng xe lý tưởng cho bác. Đến từ Đức, xe Đức thì bác biết là rất là bền. Cọc yên nhôm, yên nguyên bản theo xe, yên ngồi rất là thoải mái nhé, yên da lót rất là êm.
yên cũng rất là cao. Vì người bên kia đã để nguyên cái yên nguyên bản trong xe. Vì người bên kia họ rất là cao nhưng mà họ đi để cái độ yên nguyên bản. Đấy, bác về là cắt cái cọc yên rất yên. Nhưng em vẫn để nguyên bản trong xe. Thì Đức chúng ta họ rất là cao nhưng mà đi xe để nguyên xe. Nguyên cái yên xe. Trang bị với 3 tầng đĩa. Mùi đĩa Simolo Alivio. Bê đan của Desktop Pack. Củ đề sau là trang bị củ đề Simolo Acera. Trang bị với 8 tầng lip chính hãng của lip Simolo lip đen. Vành hàng sau là vành của WTB. Vành hiệu WTB. Lốp Canada. Xe rất là tông màu rất là đẹp đúng không? Tông màu sport, tông màu trắng, đen và đỏ. Bây giờ xin cho chiều cao đúng của khung xe. Còn chiều cao đúng của khung xe là size 45. Chiều cao ngang khung là size 51. Tích hợp có các bao từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 8 tầng lip. Bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Lên lip em. Cú mít. Vâng, rất chân chu mượt mà cũng đó. Lip mùi lip của Simolo. Bên phải em 3 tầng đĩa. Cú đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là bon. Các bác có thể nhìn cái khung hình mẫu xe Đức rất là trường xe. Xe rất là chắc chắn. Thương hiệu đến từ Đức. Xe carbon. Tổng địa hình và tầng bay. Vâng, các bạn đã đánh giá tổng thể xong chiếc xe GTM. Thương hiệu Đức. Khung carbon. Màu xe nó rất tốt cho em là 7.9 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh và hẹn gặp lại trong ngày mai.